Chương 29. Tương dục thủ, thiên hạ nhi vi chi, Ngô Kiến Kỳ bất đắc dĩ, thiên hạ thần khí bất khả vi dã. Bất khả chấp dã, vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Muốn lấy thiên hạ mà làm theo ý mình, ta thấy không thể được. Thiên hạ là món đồ thần, chẳng thể làm theo ý mình được đâu. Hễ làm thì hỏng, hễ giữ thì mất. Muốn đem thiên hạ mà trị theo ý riêng của mình, tức là lấy ý riêng của mình làm ý chung của thiên hạ, theo phép hữu vi thì không được. Thiên hạ là một món đồ, nhưng là một món đồ thần, không thể làm theo ý riêng của mình được. Hễ cố mà làm thì nó sẽ hỏng, cố mà giữ nó cho mình thì nó sẽ mất. Cố, vật, hoặc hành, hoặc tùy, hoặc hư, hoặc suy, hoặc cường, hoặc lui, hoặc tỏa, hoặc huy. Cho nên, vật, hoặc đi, hoặc theo, hoặc hà, hoặc hít, hoặc mạnh, hoặc yếu, hoặc che, hoặc phá. Có lắm kẻ đi, ắt sẽ có lắm kẻ theo. Có lắm kẻ mạnh, ắt sẽ có lắm kẻ yếu. Do đó mà suy, có lắm giàu, ắt sẽ có lắm nghèo. Có lắm được, ắt sẽ có lắm mất. Có lắm vinh, ắt sẽ có lắm nhục. Có lắm vui, ắt sẽ có lắm khổ. Cho nên thiên hạ mới lắm sự việc, nên gọi là đa sự. Thị dĩ thánh nhân, khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Ấy nên, thánh nhân lánh bỏ những cái gì thái quá. Vì vậy thánh nhân không chịu đứng hẳn một bên nào cả, vì sợ quá thiên, quá độ. Nên mới nói, thánh nhân là khứ thậm, khứ xa, khứ thái.